Thưa quý vị, sáng nay, nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc mừng các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm và Trạm Y tế xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Đến Trạm Y tế xã Thanh Phong, một trên 16 cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con nhân dân huyện Thanh Liêm, quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cháu nhỏ và người thân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm nhận được sự vui vẻ, hài lòng của người dân trước sự chăm sóc tận tâm chu đáo của đội ngũ y bác sĩ. Bác sĩ ở đây mát tay thêm không đau à? Tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm, Chủ tịch nước đã thăm mô hình đón tiếp bệnh nhân khám chữa bệnh tự động sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Mô hình mang lại nhiều lợi ích, giúp giảm đáng kể thời gian cho cả bác sĩ và người bệnh. Thực hiện nhiệm vụ đa chức năng dự phòng, khám chữa bệnh, dân số, Trung tâm Y tế huyện hiện có 100 giường bệnh, trang thiết bị máy móc hiện đại, ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật mới trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và hỗ trợ chuyên môn cho y tế tuyến xã. Được hỗ trợ 40 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, trung tâm đã sửa chữa khu khám bệnh và điều trị nội trú. Chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của huyện Thanh Liêm đạt nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có tay nghề cao, yêu nghề và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chủ tịch nước đánh giá các đơn vị cơ sở y tế của huyện đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế cơ sở, tiêm phòng vaccine, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn sức khỏe vị thành niên, khám sàng lọc và chăm sóc người bệnh mắc bệnh mãn tính. Chủ tịch nước nhấn mạnh. Nếu như mà tuyến đầu chúng ta làm tốt, thì chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều các loại bệnh tật. Và nếu như tuyến đầu chúng ta làm tốt, sẽ góp phần giảm tải cho tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến cuối ở trung ương. Và quan trọng hơn nữa, đó là sẽ giảm được cái chi phí của người dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị y tế phải quán triệt chỉ thị số 25 về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nghề y là một nghề cao quý, sứ mệnh lớn nhất của chúng ta là chữa bệnh, cứu người, là mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mỗi con người, cho gia đình, cho xã hội. Và nếu như chúng ta ở tuyến cơ sở, chúng ta làm tốt, chúng ta góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho địa phương và cho đất nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị Trung tâm Y tế huyện tập trung truyền thông về y tế, phòng chống các loại bệnh tật, để qua đó chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn. Trong đó cần tuyên truyền rõ những loại bệnh nào có thể giải quyết điều trị được tại tuyến cơ sở để giúp người bệnh an tâm điều trị tại tuyến cơ sở. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đây là sự kiện trước khi diễn ra lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thay mặt Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước cùng đoàn đại biểu tham dự lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng ta và nhân dân ta. Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thế hệ trẻ. Người khẳng định, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ, Đảng và nhà nước ta đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên, tạo mọi điều kiện để thanh niên phát triển, thực hiện được sứ mệnh của thanh niên đối với đất nước và sự kỳ vọng lớn lao của người dành cho thanh niên. Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyến quốc lộ 15A, nơi có địa danh Trung Bồn, là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi kết nối các huyết mạch giao thông Bắc Nam.
Chuông Bồn trở thành tọa độ lửa trong các cuộc ném bom leo thang của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta, nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông vận chuyển, nhân lực, vật lực, chi viện cho chiến trường miền Nam. Nơi đây đã có 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tiểu đội thép thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Cũng trong sáng nay, tại khu di tích lịch sử Chuông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ khởi động tháng thanh niên 2024 với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Trong tiết xuân của đất trời và khí thế sôi nổi, căng tràn sức sống, đầy khát vọng của thanh niên, thể hiện qua các hoạt động hết sức phong phú tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, mùa xuân đầu tiên của đất nước dưới chế độ mới. Bác Hồ đã viết, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Qua 20 năm không ngừng đổi mới phát triển, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tháng thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước, là trung tâm của phong trào thanh niên tình nguyện, trở thành mốc son của phong trào thanh niên tình nguyện, được hàng chục triệu bạn đoàn viên thanh niên và nhân dân chờ đón, hưởng ứng và tham gia mỗi dịp xuân về. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề năm 2024 là năm thanh niên tình nguyện, xác định chủ đề tháng thanh niên năm 2024 là thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tổ chức lồng ghép lễ hội khởi động tháng thanh niên với Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò vị trí của thanh niên, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong những việc khó khăn, việc mới, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng, xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt mong muốn thanh niên trước tiên hãy phát huy thật tốt trên các vị trí công tác của mình, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị mình và của cả nước. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp bộ đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích cộng đồng, xây dựng và vận động tổ chức cá nhân đầu tư phát triển thanh niên và để tháng thanh niên tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới. Tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư cũng đã gửi gắm những tình cảm thân thương và lời nhắn nhủ rất sâu sắc đối với thế hệ trẻ cả nước. Cũng như cây cối chỉ nảy lộc đâm chồi vào mùa xuân, con người muốn tạo được sự nghiệp có ích cho bản thân, cho xã hội thì cũng phải bắt đầu từ tuổi trẻ. Tôi mong muốn các cấp bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn. Với tình cảm và niềm tin sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội chúc Trung ương Đoàn và các cấp bộ đoàn, các đoàn viên thanh thiếu nhi cả nước một tháng thanh niên sôi nổi, an toàn, thiết thực, đạt hiệu quả cao với nhiều hoạt động sáng tạo, lôi cuốn, hấp dẫn thanh niên. Thưa các đồng chí, nói về tuổi 20, nhà thơ Tố Hữu đã viết: 20 tuổi, tim đang rào rạt máu, 20 tuổi, hồn quay trong gió bão, tim đang gân đang săn và thỡ thịt căng ra, đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa. Với ý nghĩa đó, nhân dịp khởi động tháng thanh niên lần thứ 20, tôi mong muốn và chúc cho tháng thanh niên Việt Nam của chúng ta luôn với tinh thần mãi mãi tuổi 20. Nhân dịp lễ khởi động tháng thanh niên 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã trao các phần quà ý nghĩa tặng 50 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số, 50 cựu thanh niên xung phong, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trao biển tặng các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu 20 em học sinh mồ côi đến năm 18 tuổi, mỗi tháng 500.000 đồng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng trị giá các nguồn lực hơn 6 tỷ đồng. Năm 2024 cũng là năm thứ 55 thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ khởi động, Chủ tịch Quốc hội đã trao ngọn đuốc, ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ trẻ, được 55 thanh niên ưu tú của tỉnh rước từ Nam Đàn, quê hương của Bác về Trung Bồn, biểu tượng lịch sử của thanh niên xung phong Việt Nam, cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Ngay sau đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn 2024. Trong ngày 25 tháng 2, có 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân tháng thanh niên năm 2024. Cũng trong sáng ngày 25 tháng 2, tại trường Trung học cơ sở Nam Thanh, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội. Đây là công trình do Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương thực hiện. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 2, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, tháng thanh niên năm 2024 và khởi công xây dựng khu lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót. Sau 3 năm thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cả nước đã trồng mới được gần 770 triệu cây xanh với tổng nguồn vốn huy động là gần 9.500 tỷ đồng. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị các cấp ủy, ngành và kêu gọi toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, đồng thời cần nâng cao ý thức và các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng. Bộ Tài nguyên và Môi trường phát tâm cùng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công công trình tưởng niệm Anh hùng quân đội, liệt sĩ Phan Đình Giót, người con của quê hương Cẩm Xuyên Anh hùng. Dự án sẽ được xây dựng ngay trên chính nền ngôi nhà, nơi sinh ra và lớn lên của liệt sĩ Phan Đình Giót. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 70 suất quà cho thân nhân gia đình anh hùng Phan Đình Giót và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Trao tặng tượng trưng 120.000 cây phi lao chắn sóng, 300 cây hoa ban, 1.000 làn nhựa, xây dựng mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa cho tỉnh đoàn Hà Tĩnh. Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh và nhân dân đã cùng ra quân trồng cây hoa ban, cây phi lao chắn sóng tại các xã ven biển huyện Cẩm Xuyên. Hôm nay ngày 25 tháng 2, hòa chung niềm hân hoan khí thế của ngày hội tổng quân trong cả nước, hàng nghìn thanh niên ưu tú tại nhiều tỉnh thành đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ngày 25 tháng 2, các địa phương trên địa bàn quân khu 1 bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ Xuân Giáp Thìn 2024. Năm nay, số lượng thanh niên có trình độ đại học cao đẳng tăng 26,5%, tân binh là đảng viên tăng 147% so với năm ngoái, tỷ lệ đủ điều kiện sức khỏe tăng 4,1%. Đặc biệt năm nay, trên địa bàn quân khu 1 đã có hơn 2.800 thanh niên viết đơn tình nguyện làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh Thái Nguyên có 280 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 công dân nữ. Năm nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 1.863 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó tân binh là người dân tộc Mường là 1.304 công dân, 77,5% tân binh tốt nghiệp trung học phổ thông, 1,6 tân binh có trình độ cao đẳng đại học, 109 tân binh là đảng viên. Tại lễ giao nhận quân, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tỉnh Hòa Bình đề nghị các đồng chí nêu cao ý thức, tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp nối các thế hệ cha anh, hơn 2.200 tân binh Vĩnh Phúc với tinh thần nhiệt huyết, khát vọng, cống hiến của tuổi trẻ đã thể hiện quyết tâm lên đường nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2024, Vĩnh Phúc được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi hơn 2.200 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn các năm trước cả về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và trình độ văn hóa. Trong buổi giao nhận quân sáng nay, tỉnh Hà Nam đã bàn giao 1.500 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 251 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân cho các đơn vị.
Chất lượng sơ tuyển, khám tuyển, tuyển chọn công dân nhập ngũ tỉnh Hà Nam năm 2024 được bảo đảm chất lượng tốt. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có 15,4% thanh niên đạt trình độ đại học cao đẳng, trung cấp nghề. Công tác giao nhận quân triển khai nhanh gọn, bảo đảm các bước đúng quy định. Thưa quý vị, đã thành thông lệ vào dịp đầu năm, các đơn vị địa phương trong cả nước lại tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa những thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ sâu sát thực tiễn, chủ động tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các gia đình có quân nhân nhập ngũ, các cấp ủy đảng ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã kịp thời triển khai có hiệu quả các chính sách chăm lo cho gia đình các tân binh, góp phần tạo dựng hậu phương vững chắc để công dân hăng hái, toàn tâm thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Thanh niên Nguyễn Quang Vinh, năm nay 19 tuổi, ở thôn Mơ Nồng, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất từ khi Vinh chưa chào đời, mẹ đi làm ăn xa, ở với bà ngoại từ nhỏ. Dù hoàn cảnh neo người, nhưng Vinh vẫn một lòng quyết tâm viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Có ông bà là cũng đi bộ đội rồi, cũng muốn trải nghiệm cái cuộc sống của đời lính và cũng muốn gọi là vào để phát huy cái truyền thống tốt đẹp của làng xã, cố gắng gọi là rèn luyện bản thân và tích cực thêm để làm những cái trách nhiệm của nhà nước giao cho. Tôi có cháu trai là Nguyễn Quang Vinh, cháu rất vinh dự đợt này là được lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng rất phấn khởi, gia đình cũng rất là mong muốn cháu nó đi để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024, huyện Thạch Thất có 155 công dân nhập ngũ vào quân đội, 36 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có 188 công dân viết đơn tình nguyện, 19 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 53 quần chúng ưu tú và kết nạp một đảng viên trước khi nhập ngũ. Chúng tôi đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện tham mưu tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để cho nhân dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ngày nay. Năm nay, chỉ tiêu về thực hiện nghĩa vụ quân sự của thành phố giao cho chúng tôi tăng lên so với năm trước là 155 đồng chí, tăng 10 đồng chí. Tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 là cao, chủ là chủ yếu. Còn chất lượng chính trị cũng được nâng lên rõ rệt. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo hậu phương đúng, thiết thực, các thanh niên khi vào quân ngũ yên tâm và luôn nêu cao truyền thống của quê hương, học tập, rèn luyện, vượt qua mọi thử thách, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh cách mạng, thực hiện tốt kỷ luật công an, quân đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá thế giới gần 30 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng mua vào bán ra lên tới 3 triệu đồng một lượt. Sự tăng nóng của giá vàng SJC thời gian qua có dấu hiệu đầu cơ, thậm chí tung tin thất thiệt để đẩy giá vàng miếng SJC lên cao. Thưa quý vị, kinh tế thế giới biến động, lãi suất tiết kiệm giảm sâu, thị trường bất động sản khó khăn khiến giá vàng thời gian qua tăng nóng. Hiện giá vàng trong nước biến động mạnh, nhanh theo giờ, trong khi không thực sự liên thông với thị trường quốc tế đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Diễn biến nóng của thị trường vàng khiến cho câu chuyện về quản lý thị trường này, nhất là việc thay đổi, sửa đổi nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng lại càng nóng hơn bao giờ hết. Đây là vấn đề đang rất được quan tâm bởi những bất cập và chênh lệch lớn về giá vàng có thể gây ra nhiều hệ lụy đến nền kinh tế. Người người mua vàng, nhà nhà mua vàng. Từ tháng 9 năm 2023, giá vàng trong nước bắt đầu loạn nhịp với những bước tăng nhanh và mạnh, để rồi liên tiếp lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay, có lúc lên tới 80 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng SJC hiện diễn biến theo đúng kiểu một mình một chợ, có khi tăng nhanh hơn hoặc ngược chiều tăng giảm so với giá vàng thế giới. Vàng SJC còn đang kéo rộng chênh lệch với giá vàng nhẫn, vàng 4 số 9 của các thương hiệu vàng khác, có lúc lên tới hơn 13 triệu đồng mỗi lượng. Vàng là một trong những cái dòng sản phẩm tài chính mà để tích trữ và tránh được cái sự mất giá của đồng tiền. Thị trường vàng thì trong một năm vừa qua, năm 2023 thì gần như là để mà nói theo cả một năm thì là lúc nào cũng thấy tăng lên. Giá vàng dự đoán có thể là sẽ tiếp tục còn tăng do là cũng
có một số nguồn thông tin là cái lượng vàng khai thác hiện tại cũng đang giảm sút được mới được công bố. Việt Nam mình thì trong các mặt hàng hóa thì vàng là một cái hàng hóa rất là quan trọng, và vừa rồi thì giá vàng đã tạo đỉnh cao nhất mọi thời đại, thế nên là cũng thu hút rất nhiều các cái nhà đầu tư. Năm nay thì vẫn là một cái năm mà tôi nghĩ là có rất nhiều biến động mạnh, về có rất nhiều các sự kiện quan trọng, ví dụ như là bầu cử tổng thống Mỹ, hay là cái việc mà liên quan đến cắt giảm lãi suất của Fed sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng. Sau gần 12 năm kể từ khi Nghị định 24 được ban hành, thị trường vàng trong nước chưa có sự liên thông với thị trường vàng thế giới. Cầu vượt cung, trong khi các doanh nghiệp lại bị hạn chế hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu, cùng tình trạng độc quyền kinh doanh vàng miếng. Hiện Nghị định 24 chỉ đề cập đến vàng vật chất, đặc biệt là vàng miếng SJC, được chọn là thương hiệu quốc gia và được nhà nước độc quyền sản xuất và kinh doanh. Nếu cho tiếp tục nhập khẩu vàng từ vàng miếng tiêu chuẩn quốc tế để cắt dập vàng tiêu thụ trong nước thì cái số vàng này sẽ đóng vai trò là cái phương tiện thay thế cái đồng tiền nội địa trên một hay là nhiều cái chức năng khác của tiền tệ. Khi đó nó dẫn đến cái tăng cái mức độ vàng hóa ở trong nền kinh tế mà cơ quan quản lý nhà nước thường quan ngại. Tại chỉ thị số 06 ngày 15 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tổng kết Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng phải đề xuất giải pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng trong tình hình mới, hoàn thành ngay trong quý 1 năm 2024. Hiện Việt Nam phải mua vàng tiêu chuẩn quốc tế 4 số 9 về sản xuất ở Việt Nam để nội địa hóa bằng vàng SJC. Nhưng nếu doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thì vàng SJC lại không được công nhận là vàng tiêu chuẩn quốc tế mà phải coi như vàng nguyên liệu. Theo các chuyên gia, việc xóa độc quyền thương hiệu vàng miếng của SJC, thí điểm sàn giao dịch vàng liên thông quốc tế, hoàn thiện hành lang pháp lý để vàng trở thành hàng hóa bình thường là ba bước đi cần thiết để dần bình thường hóa thị trường vàng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Vì hiện nay giá vàng của chúng ta trên thị trường thế giới rất lớn. Đòi hỏi chúng ta hiện nay là phải điều chỉnh lại, phải sửa đổi lại phải xem xét sửa đổi lại cái nghị định 24. Còn ngoài ra ấy, thì chúng ta còn phải có những biện pháp, tôi nói ví dụ như là chống đầu cơ găm hàng để đẩy giá vàng lên. Thế rồi việc nhập khẩu vàng hiện nay ấy, là chúng ta cũng phải xem xét cái việc nhập khẩu vàng để đảm bảo cái thị trường trong nước nó lưu thông với thế giới. Thế rồi ngoài ra tôi cho rằng chúng ta cũng phải nên lập một cái sàn giao dịch vàng. Biện pháp hiện đại nhất mà hiện nay nhiều nước người ta đang áp dụng đó là thành lập một cái sàn giao dịch vàng. Ở trên sàn giao dịch đó thì tất cả các vàng đều được chuẩn hóa và đều được giao dịch công khai. Và nó liên thông với thị trường vàng thế giới một cách rất là nhanh chóng, tức là gần như là thời gian thực. Và làm như vậy thì là cái biến động của vàng của thị trường vàng Việt Nam nó chỉ còn lại một yếu tố duy nhất, tức là nó phụ thuộc vào cái biến động của thị trường vàng thế giới. Về việc cái sửa đổi cái luật hay là cái văn bản pháp lý liên quan đến cái giá vàng tại cái thời điểm này, theo tôi đó là cái tín hiệu tích cực về cái phương diện lập chính sách, nó hướng tới cái sự phù hợp trong cái bối cảnh cũng như là trong cái điều kiện trong và ngoài nước hiện nay. Về cái trên cái phương diện kinh tế học ấy, và cái vấn đề nêu trên ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta nên cái bãi bỏ cái chính sách độc quyền cái nhập khẩu vàng. Tuy nhiên thì chúng ta nên tiếp tục và thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm chống vàng hóa trong nền kinh tế. Tôi ủng hộ cho cái đồng tiền Việt Nam mạnh bằng cái chính sách tăng thuế nhập khẩu vàng càng cao càng tốt. Điều này nó sẽ hạn chế tiêu tốn một cái lượng ngoại tệ cho cái nhập khẩu vàng không cần thiết. Nó gây đô la hóa nền kinh tế và gây yếu cái đồng Việt Nam đồng. Vâng thưa quý vị, trong bối cảnh mới phải thay đổi tư duy về cách quản lý thị trường vàng. Theo đó, cần nghiên cứu để đưa thị trường vàng trở thành bộ phận hữu cơ của thị trường tài chính, để từ quản lý thị trường minh bạch, hiệu quả và đưa được nguồn lực lớn vào phát triển kinh tế. Đồng thời có thể thành lập quỹ tín thác ETF vàng, để cho người dân có nhu cầu đầu tư có thể tham gia mà không cần tích trữ vàng vật chất. Tất nhiên, việc cho phép mở sàn giao dịch vàng kỳ hạn, phát hành chứng chỉ về vàng đòi hỏi phải có khung khổ pháp lý phù hợp và minh bạch. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quan điểm cụ thể về đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam. Người cho rằng cán bộ y tế cần phải thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân và nhấn mạnh lương y phải kiêm tử mẫu. Sau gần 70 năm thấm nhuần lời dạy đó thì các y bác sĩ luôn nỗ lực cố gắng và tạo nên những phép màu có thật, qua đó gây dựng và củng cố thêm niềm tin về y đức với nhân dân.
Câu chuyện về ca ghép phổi đêm giao thừa vừa qua là một minh chứng cho điều đó, ghi dấu mốc cho thành tựu tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam, góp phần mang lại những giá trị to lớn cho sức khỏe của người bệnh và nhân dân. 13 giờ ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức 29 Tết, Bệnh viện Phổi Trung ương kích hoạt khẩn cấp chương trình ghép phổi sau khi nhận được thông tin có phổi hiến tặng. 10 giờ sáng ngày hôm sau, khoảng 80 nhân lực trực tiếp tham gia phẫu thuật và nhiều nhân lực khác sẵn sàng điều động, làm việc trực tuyến. 22 giờ đêm 30 Tết, ca ghép phổi kết thúc tốt đẹp. Tôi tham gia từ đầu để lấy phổi, sau đó về kia ghép. Thì cái ca này có thể nói đánh dấu một sự phát triển rất tốt của cái ngành ghép tạng của chúng ta. Và cái được ở đây là cái sự chuẩn bị quá là tốt của Bệnh viện Phổi Trung ương đối với người bệnh. Tức là cái việc mà lựa chọn bệnh nhân, chọn trước mổ cũng như quy trình. Đây là kết quả của cả một tập thể có một quá trình là gắn bó với nhau, có sự chia sẻ với nhau và gắn kết với nhau từ rất lâu rồi về chuyên môn. Và đây cũng là thể hiện một minh chứng cho thấy là chúng ta hoàn toàn có thể làm được những công nghệ mới khi chúng ta kết hợp được giữa nghiên cứu khoa học và thế mạnh của từng đội ngũ, từng cơ quan tổ chức. Bên cạnh những thành công về chuyên môn, đánh dấu một bước đột phá trong phát triển kỹ thuật y học chuyên sâu, thể hiện trình độ, năng lực của các y bác sĩ nước nhà trên bản đồ y khoa thế giới. Ca ghép phổi vào thời điểm đặc biệt trong năm đã mang lại sự hồi sinh kỳ diệu cho một nữ bệnh nhân trẻ tuổi. Trước đó đã không còn nhiều hy vọng vì căn bệnh phổi giai đoạn cuối khiến cô suy kiệt. Thấy các bác sĩ cũng báo cho gia đình là con chị đã tỉnh rồi. Thì lúc đấy là chúng tôi rất là vui. Đặc biệt là nhất là cái hôm 30. Và hôm 30 thì tôi ngồi đấy cả một ngày một đêm như thế thì tôi thấy các bác sĩ rất là nỗ lực, làm rất là tốt và tôi thật sự là nể phục các bác sĩ. Cảm ơn các bác sĩ rất là nhiều. Vào thời điểm chuyển giao năm mới, năm cũ, khi người người nhà nhà quây quần sum họp, hàng chục bác sĩ đã sẵn sàng từ quê quay trở lại bệnh viện, khẩn trương và tích cực tham gia vào ca ghép phổi đặc biệt này. Ngày Tết thì tôi không ngại. Ngày Tết thì viên chức, các chuyên gia của ngành y thì huy động lúc nào người ta cũng vào được. Giống như là chiến tranh ấy. Với quân đội thì chiến tranh. Đây, các thầy thuốc có bệnh nhân nặng thì các thầy thuốc sẵn sàng. Thầy thuốc chúng tôi là như thế mà. Cho nên huy động anh em đến cả 100-200 người, thậm chí cả liên quan đến các bệnh viện, cả bệnh viện E, nó mấy chục người cùng tham gia chúng tôi. Thì tất cả việc các thầy thuốc đến rất hào hứng. Đấy, tôi đánh giá là cái tâm huyết của những người thầy thuốc không phải dễ gì trong một cái bối cảnh mà chúng ta là ngày 30 Tết, tức là cái ngày thiêng liêng, thì các bác sĩ thì khi nhận được tin là lập tức cả hệ thống quay lại và hàng trăm con người như vậy để huy động chỉ trong vòng một đêm là đủ mọi điều kiện để có thể thực hiện cho ca ghép. Và tiếp theo đó là trong cả hai cái tuần vừa rồi là các kíp trực liên tục ở đó. Thì đấy là cái tinh thần, đấy là cái tâm huyết mà không ai có thể bắt các thầy thuốc làm được bằng chính bản thân các thầy thuốc nhận thấy trách nhiệm, nhận thấy đây là cái nhiệm vụ của mình và cũng vì cái người bệnh, vì cái sự sống còn của người bệnh. Đã có rất nhiều những câu chuyện hồi sinh như một phép màu của các bệnh nhân. Đó là nhờ tấm lòng, sự tận tâm và hy sinh vô điều kiện của những người thầy thuốc. Chính những điều đó đã vẽ nên hình ảnh của người thầy thuốc đẹp mãi trong lòng nhân dân và để cho y đức luôn luôn là niềm tự hào của ngành y.